Hi, xin chào cả nhà, welcome tất cả mọi người đã tới với kênh của Anna Hà. Hôm nay là ngày 27 tháng 3 năm 2021. Hôm nay mình có một số lời giải thích với các bạn về cái PPP loan. Cái PPP loan này mình có cần phải trả lại hay không? Và mình đã apply cái PPP loan rồi, ở cho đợt 1 rồi. Khi nào mình apply cái forgiveness, khi nào mình được apply cái lần 2? Đó là cái câu hỏi mà nhiều người đang có nhiều thắc mắc. Hôm nay mình sẽ giải thích cho các bạn nha. Các bạn có biết cái tên gọi đó là PPP loan, Paycheck Protection Program loan. Khi mà người ta nói cái loan là nhất định phải trả lại. Cái loan này có thời gian là 30 năm và cái số tiền lời là 1%. Chính phủ cho tất cả các doanh nghiệp dùng để trả lương nhân viên, trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước trong cái doanh nghiệp đó và những cái chi phí dành cho cái nhân viên của mình để cho doanh nghiệp khỏi bị đóng cửa. Khi mà bạn đã làm được những cái tiêu chuẩn đó, tức là 60% trả lương cho nhân viên và còn lại 40% để chi phí cho doanh nghiệp, thì bạn có thể không cần phải trả lại cái loan này. Sau khi mà bạn apply cái PPP loan forgiveness, là mình xin xóa nợ cho cái PPP loan. Nếu mà bạn được approve thì bạn khỏi cần phải trả lại cái số loan này, và cái số tiền này cho bạn coi như là cho free. Và nói về cái apply cho cái loan lần thứ nhất, là họ đã bắt đầu vào tháng 4 năm 2020 rồi. Nếu mà bạn nào chưa có apply thì các bạn có thể apply lúc này. Những bạn nào apply lúc này thì mình phải đợi theo thứ tự từ trước tới sau. Bạn có thể apply vào những cái chỗ mà không phải là nhà băng traditional giống như băng J, băng America. Bạn apply vào những cái Blue Vibe hay là Lendio hay là Smartbit, những cái bank đó có một vài nơi là bank, có một vài nơi là broker, nó đã được approve để cho vay nợ thông qua cái SBA, cho nên cũng rất là an toàn để mà mình apply những cái loan này. Và cái apply những cái loan này các bạn theo thứ tự từ trước tới sau, bởi vì cái số tiền này là số tiền cứu trợ từ chính phủ. Ai tới trước thì sẽ được nhận trước, ai tới sau thì sẽ được nhận sau. Thì theo như cái mình đọc đây đó, thì cái số tiền này sẽ được sử dụng trong 5 tuần nữa thôi và nó sẽ hết. Mặc dù cái thời hạn mà chính phủ vừa gia hạn cho cái PPP loan lần thứ hai này cho tới cuối tháng 6 năm 21, nhưng mà số tiền mà nó tới 5 tuần nữa nó đã hết rồi, thì cho dù bạn cuối tháng 6 bạn nộp đơn thì bạn vẫn không có tiền. Cái số tiền này là ai tới trước nhận trước, ai tới sau nhận sau. Và khi mà bạn đã apply cho cái loan lần thứ nhất, bạn được approve và bạn nhận được tiền, bạn muốn apply cho cái loan lần thứ hai thì bạn phải làm sao? Thì theo quy định của SBA thì bạn phải apply cho cái forgiveness của cái lần thứ nhất. Nếu mà bạn apply cho cái forgiveness và bạn được approve cho cái forgiveness thì bạn có thể apply cho cái loan lần thứ hai. Các bạn nào chưa làm, mình dự định mình làm thì mình nhanh tay mình làm đi để mình apply cho cái loan lần thứ hai. Bởi vì cái lần thứ nhất mình phải cho nó xong, cho nên lần thứ hai người ta mới giải quyết được. Còn các bạn nào lần thứ nhất mà nhận được tiền rồi chưa có forgiveness thì họ sẽ không cho bạn lần thứ hai đâu.